Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc với các bộ ngành, đơn vị và địa phương về các dự án xây dựng cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến trung ương tại tỉnh Hà Nam, gồm cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 bệnh viện Lão Khoa, nhằm nắm bắt tình hình, tìm nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khởi động trở lại các dự án này sau nhiều năm tạm dừng xây dựng. Làm việc với Bộ Y tế, các bộ ngành và tỉnh Hà Nam, sau kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai hiện đã chậm nhiều năm và đội vốn, khiến cả bệnh viện, người dân, địa phương đều sốt ruột, trông ngóng. Do đó, dù có khó khăn vướng mắc, song dứt khoát phải tháo gỡ để tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành đưa hai bệnh viện vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập tổ công tác do lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tổ công tác tiến hành ngay việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, rà soát thủ tục pháp lý, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và các khó khăn vướng mắc khác. Trên cơ sở đó, xác định vấn đề nào luật pháp cho phép giải quyết, vấn đề nào chưa có quy định, vấn đề thuộc thẩm quyền của ai, cấp nào giải quyết, việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bao lâu và đề xuất các giải pháp cụ thể. Về Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cơ sở 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành, bàn bạc và tham khảo ý kiến của các bên. Nếu đồng thuận, hợp tình, hợp lý, hiệu quả thì tổ chức thực hiện trên tinh thần đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết. Trong trường hợp các bên đồng thuận di chuyển vị trí xây dựng tới vị trí khác thì phải thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý các vấn đề tài chính, dứt khoát không để thất thoát tiền của nhà nước và để xảy ra tham nhũng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất sau 2 tháng nữa, các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam phải có phương án xử lý, giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc sôi nổi, Diễn đàn Kinh tế năm 2022 đã chính thức bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên bế mạc. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã tạo nên không khí sôi nổi, cởi mở. Các tham luận phiên tọa đàm cấp cao, các phiên hội thảo chuyên đề đã đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, khách quan, trong đó đều tập trung vào những giải pháp tăng trưởng, phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nền kinh tế của đất nước dù đã có những phục hồi tích cực, tuy nhiên áp lực lạm phát, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, có nguy cơ dịch chồng dịch, biến động của tình hình thế giới là những thách thức lớn của nền kinh tế hiện nay. Một trong những cái kết quả lần này của diễn đàn ấy là chúng ta thống nhất với nhau là ngoài cái việc mà trước mắt là cái chuyện chúng ta tập trung vào cái trước mắt thì không bao giờ quên cái mục tiêu dài hạn. Đó là vấn đề phải tái cơ cấu lại nền kinh tế. Thì cái này có chủ trương của Trung ương rồi nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ có cả rồi. Các lĩnh vực thì chúng ta vẫn tiếp tục theo cái mục tiêu dài hạn này. Bám vào cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm. Mục tiêu chúng ta 2 cái lần 100 năm thì chúng ta vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng cái khát vọng này, tiếp tục phải hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Đặc biệt trước mắt đây là cái thể chế về luật, về đất đai. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ đã đạt được những thành tựu không nhỏ, tuy nhiên bối cảnh hiện nay đặt ra vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh trong quá trình thực thi để đạt được các mục tiêu một cách hiệu quả với sức lan tỏa lớn, cần bảo đảm tính hợp lý, cân đối đa chiều giữa kinh tế xã hội và môi trường, giữa ngắn hạn và dài hạn. Tại Diễn đàn Kinh tế 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững diễn ra vào ngày hôm nay tại Hà Nội, các đại biểu chuyên gia đã khuyến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy sự phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, cũng như hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tham dự Diễn đàn Kinh tế 2022, nhiều đại biểu cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp, tính tự cường của nền kinh tế để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Để nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp, tôi cho rằng có hai điều quan trọng. Thứ nhất là sự ổn định cái kinh tế vĩ mô sẽ là nền tảng cho cái sự trụ vững và sự ổn định. Và trong cái việc điều hành chính sách vĩ mô, thì cần có sự tích hợp giữa chính sách tài khoá và tiền tệ. Nhưng trong bối cảnh hiện nay nên đặt trọng tâm vào cái chính sách tài khoá. Trong cái chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế
chúng ta đã có cái chủ trương về cấp bù lãi suất 2%. Thì trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng là cần phải đẩy mạnh cái chương trình đó, cái thủ tục về mặt hành chính để làm thế nào cho các doanh nghiệp sẽ không bị cản trở, không bị dừng các cái hoạt động, không bị chậm các thời gian hoặc không thêm tăng thêm các cái chi phí không chính thức. Nền kinh tế đã có những tín hiệu phục hồi tích cực từ quý 4 năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Điều đó khẳng định các quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ là đúng đắn, kịp thời và sát thực tiễn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không chủ quan khi tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế của đất nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu của doanh nghiệp trước các cú sốc, thách thức bất ổn là vấn đề mấu chốt trong giai đoạn phục hồi kinh tế và cũng cần khẳng định đây là hành trình dài hạn, cần sự nỗ lực từ hai phía chính phủ và doanh nghiệp. Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch là vấn đề được các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia quan tâm tại hội thảo chuyên đề thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022 diễn ra vào sáng nay, đề xuất chính phủ cần có những biện pháp giúp khối doanh nghiệp này tăng khả năng chống đỡ đối với cú sốc dịch bệnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành 11 văn bản về hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tuy nhiên, số liệu đến thời điểm này, doanh số cho vay đạt 4,1 nghìn tỷ đồng cho gần 550 khách hàng tính đến tháng 8 năm 2022. Trong gói giải ngân hỗ trợ 2% lãi suất chỉ đạt được 13,5 tỷ đã giải ngân. Như vậy, mỗi khách hàng được hỗ trợ trung bình lãi suất hơn 26 triệu. Các diễn giả cho biết, các vướng mắc tiếp cận chính sách nằm ở khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ đang thực hiện bình quân hóa, đại trà, chưa rõ mục tiêu vì tác động theo từng ngành nghề là khác nhau. Doanh nghiệp qua phỏng vấn doanh nghiệp thì thông tin về chương trình không được phổ biến, cập nhật đến với nhiều loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng nghe nhiều thông tin khác nhau nhưng chưa biết cách tiếp cận. Ví dụ, những doanh nghiệp lớn dễ tiếp cận chính sách miễn giảm thuế qua đường văn bản chính thức, trong khi đó các doanh nghiệp nhỏ chỉ được tiếp cận chính sách qua các đường phi chính thức. Khó khăn thứ hai là đối tượng thụ hưởng khó đáp ứng được yêu cầu về thủ tục hành chính, ví dụ như hộ kinh doanh không đáp ứng được điều kiện về giấy phép và doanh nghiệp cũng thì khi tham gia vào chương trình hỗ trợ này thì sẽ phải tiếp mặt với cả thanh tra, kiểm toán, vân vân. Cũng theo các diễn giả, thời gian qua, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế, khoảng 40 GDP, nộp ngân sách nhà nước 30%, đóng góp giá trị sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu 30% và thu hút gần 60% lao động. Tuy nhiên, đối tượng này cũng rất dễ bị tổn thương khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ rút lui khỏi thị trường vì họ không có khả năng vượt qua được khủng hoảng, thì vốn doanh nghiệp đã đầu tư bị phá hủy, người lao động bị mất việc làm, mức độ bất bình đẳng trong xã hội có thể tăng lên. Chính vì vậy, việc chính phủ cân nhắc các biện pháp giúp doanh nghiệp có thể tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc này. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với nhà chức trách sở tại, đề nghị có biện pháp bảo hộ cần thiết, đồng thời bố trí nơi ăn ở cho 71 lao động Việt Nam vừa được giải cứu khỏi casino. Lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua, khoảng 60 công dân Việt Nam đã tháo chạy khỏi một casino tại thành phố Ba Vét, tỉnh Srey Riêng, Campuchia, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Thông tin cho biết, số lao động người Việt nêu trên cộng với 4 người được cảnh sát Campuchia đưa ra khỏi casino đêm 17 rạng sáng 18 tháng 9 đã lên đến 71 người. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện Đại sứ quán đã đến thành phố Ba Vét trực tiếp trao đổi cũng như là thăm hỏi các trường hợp công dân đang được phía Campuchia tạm giữ và bảo vệ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia sớm tiến hành các biện pháp xác minh thủ tục và bàn giao sớm cho phía Việt Nam. Hiện tất cả 71 công dân Việt Nam đang được bảo vệ tạm giữ tại nhà nghỉ Than Xua, thành phố Ba Vét và được phía Campuchia bảo đảm nơi ăn ở đầy đủ an toàn. Trong trường hợp cần thiết, quý vị có thể liên hệ với các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đây là những số điện thoại được Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cung cấp để công dân Việt Nam có thể liên hệ hỗ trợ trong các tình huống cần trợ giúp. Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đến chiều ngày 18 tháng 9, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích và triển khai các biện pháp trục vớt chìm tàu chở tro than trên vùng biển Cát Bà xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 9.
Hồi 4 giờ sáng ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng Cát Bà nhận được thông tin qua điện thoại từ ông Trần Văn Quân, chủ tàu vận tải NB8133, về việc tàu đâm phải đá ngầm bị thủng mũi, có nguy cơ bị chìm trên khu vực biển cách đảo Cát Bà khoảng 3 hải lý về phía đông nam, đề nghị được hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Khi đó, tàu đang trên hành trình chở 1.000 tấn tro than từ Cẩm Phả về Thái Bình, trên tàu có 3 thuyền viên. Lực lượng biên phòng Cát Bà đã điều động một tàu, hai xuồng cùng các cán bộ chiến sĩ khẩn trương ra khu vực hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hiện trường. Lúc này, tàu NB8133 đã bị lật úp. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương cứu được 2 thuyền viên đang trôi giạt trên biển gần khu vực tàu bị nạn. Một thuyền viên còn đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thuyền viên mất tích, đồng thời thợ lặn vào trong tàu chìm để tìm kiếm và đóng khóa van dầu trong tàu để ngăn chặn tình trạng tràn dầu. Bộ Công an cho biết trong 7 tháng năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ trên 24.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Qua thực tiễn công tác đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng chuyên trách đã phát hiện rất nhiều thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Trong đó, các đối tượng đã triệt để lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ về hóa dược để sửa đổi cấu trúc phân tử của các chất bất hợp pháp, điều chế ra các loại ma túy tổng hợp có độ độc hại, gây kích thích và ảo giác cực mạnh. Ngoài ra, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi trong việc triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet, mạng xã hội để liên lạc, mua bán, trao đổi ma túy gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra của cơ quan chức năng. Tính đến hết tháng 7, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công trên 16.300 vụ, bắt giữ trên 24.000 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ hơn 500 kg heroin, hơn 1 tấn và 3 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 175 kg cần sa, hơn 140 khẩu súng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Liên quan đến hình ảnh logo rắn ngậm phong bì trong lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế vừa diễn ra, đại diện Bộ Y tế cho biết đã mời Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an điều tra làm rõ. Bước đầu, Bộ Y tế xác định sai lệch là do lỗi của cán bộ kỹ thuật và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót. Ngoài sai hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế tại hội trường buổi lễ, tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi này cũng gặp lỗi sai tương tự. Bắt đầu từ ngày hôm nay 18 tháng 9, thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 sẽ thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến được mở từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo. Sau khi các trường đại học trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, bắt đầu từ ngày hôm nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đã được mở. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến và nhập học tại cơ sở đào tạo. Và trong những ngày qua thì câu chuyện về mức điểm chuẩn năm nay cũng vẫn là điều khiến dư luận băn khoăn, đặt ra nhiều câu hỏi khi không ít ngành vẫn giữ mức điểm gần 30 mới đỗ. Năm 2022 có lẽ là năm lên ngôi của các ngành báo chí truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, khi mức điểm chuẩn được đẩy lên đến 29,9 điểm khối C00. Tuy nhiên, giữ mức cao kỷ lục của năm nay vẫn là hai ngành Hàn Quốc học và Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với số điểm lên đến 29,95. Các cái môn như lịch sử có 18% điểm cao hơn, tỷ lệ là cao hơn so với năm trước. Đồng thời có hơn 40% thí sinh thi đạt điểm văn cấp giỏi trở lên thì nó cũng trên cái nền chung của thi phổ thông trung học là điểm khá cao. Nhóm ngành sư phạm cũng có điểm chuẩn ở mức cao. Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, các ngành sư phạm, văn, toán, tiếng Anh đều lấy điểm chuẩn trên 28 điểm. Trong khi đó, điểm trúng tuyển nhóm ngành y dược lại giảm sâu. Đặc biệt có một xu hướng đáng lo ngại, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào khối ngành sức khỏe đã giảm hẳn so với mọi năm. Điểm chuẩn năm nay thì nhìn chung là điểm dao động thấp hơn so với năm ngoái. Tức là thấp hơn từ
0,5 điểm đến 1-2 điểm, thậm chí có ngành là đến hơn 3 điểm. Cái điều này thì cũng đã được dự báo, và số thí sinh chọn xét tuyển của ngành, các ngành của trường thì giảm đi rất nhiều so với những năm gần đây, và thậm chí là giảm đi đến trên 50% so với năm ngoái. Lý giải việc điểm đầu vào các trường có nhiều biến động như năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một phần là do các trường có nhiều phương thức xét tuyển khiến tỷ lệ sử dụng điểm thi trung học phổ thông giảm, một phần là do chính sách điểm ưu tiên, điểm cộng. Chúng ta thấy là thủ khoa của khối C thì không có em nào đạt tới sấp xỉ 30 mà 29,75 như theo như tôi nhớ, không nếu không, nếu nó không nhớ chính xác là 29,75 hay là 29,70 gì đó. Như vậy là vẫn thấp hơn cái điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều ngành. Đây là một cái sự bất cập của cái chế độ cộng điểm ưu tiên đối với những ngành mà có sức cạnh tranh lớn. Như chúng ta thấy đấy, có vài ngàn thí sinh đăng ký mà chỉ có một vài chục chỉ tiêu. Và cái việc thay đổi chỉ 0,1, 0,2, thậm chí 0,01, 0,02 điểm đã làm nên được sự khác biệt. Thế mà những thí sinh có điểm ưu tiên thì có thể được cộng tối đa tới 2,75. Trong năm tới, điểm cộng, điểm ưu tiên sẽ giảm đi theo hệ số điểm thi, tránh tình trạng thủ khoa mà không có điểm cộng vẫn có khả năng trượt. Mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến kỳ điều hành giá xăng dầu, tuy nhiên một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng giá xăng và dầu trong nước sẽ giảm mạnh do dầu thế giới liên tục lao dốc. Cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương tính đến ngày 14 tháng 9 cho thấy giá xăng A95 tại thị trường Singapore ở mức 103,7 đô la Mỹ một thùng, xăng A92 ở mức 99,6 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel ở mức 123,7 đô la Mỹ một thùng. Trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo. Từ nay đến trước ngày điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đi xuống. Từ đó, giá xăng có thể giảm khoảng 500 đến 700 đồng một lít, giá dầu diesel giảm mạnh hơn, từ 1.500 đến 2.000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn tùy thuộc vào trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm nay đạt mức kỷ lục với 149.500 doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 48.100 doanh nghiệp, tăng hơn 48%. Trong đó, doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô quay lại hoạt động nhiều nhất với hơn 18.000 doanh nghiệp, tăng hơn 58%. Tiếp đến là dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng Cao thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội thảo tổng kết mô hình hợp tác quản lý bảo tồn vọc cáy trắng, khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa. Với những nỗ lực của cộng đồng và các cơ quan liên quan, từ vài con vọc gáy trắng đầu tiên sống trên núi Đá Vôi gần khu dân cư của huyện Tuyên Hóa được người dân phát hiện, đến nay vọc gáy trắng đã được cộng đồng quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển qua hàng năm. Hiện có ít nhất 22 đàn vọc gáy trắng với 156 cá thể chủ yếu sinh sống tại hai xã Thạch Hóa và Đồng Hóa. Để tạo môi trường và không gian sống cho đàn vọc, tỉnh Quảng Bình quyết định thu hồi nhiều diện tích núi Đá Vôi đã quy hoạch làm mỏ vật liệu và chuyển thành khu vực quy hoạch rừng đặc dụng với diện tích hơn 500 ha. Tại hội thảo, bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, bảo tồn loài vọc gáy trắng tại cộng đồng, các đại biểu cũng đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp để tiếp tục bảo vệ đàn vọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa tốt hơn. Thưa quý vị, mặc dù rất cố gắng nhưng sai lầm của thủ môn Văn Bình ở những phút cuối đã khiến cho U20 Việt Nam thua trận trước đội chủ nhà U20 Indonesia trong trận đấu vòng loại U20 châu Á vừa diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ U20 Indonesia đã chủ động ép sân U20 Việt Nam ngay từ những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng rất bình tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công đáp trả.
Trong thế trận giằng co, hiệp một trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Nửa sau của hiệp 2 trận đấu chứng kiến liên tiếp các bàn thắng được ghi cho cả hai đội. Tuy nhiên Indonesia với lợi thế sân nhà đã làm tốt hơn các cầu thủ của chúng ta khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. U20 Việt Nam thua ngược Indonesia và phải chờ kết quả các trận còn lại đêm nay để xác định suất đi tiếp. Còn U20 Indonesia đã chắc chắn tham dự vòng chung kết châu Á nhờ dẫn đầu bảng F với 3 trận toàn thắng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.